Theo yêu cầu tại đề án phát triển trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trung tâm cần đáp ứng cơ bản nhu cầu giống cây chủ lực của tỉnh và các tỉnh phía Bắc. Cụ thể, giai đoạn 2024-2030, nghiên cứu bảo tồn sưu tập lưu giữ được 350 đến 400 nguồn vật liệu các loại giống nông nghiệp, công nhận lưu hành được 2 đến 3 giống lúa mới chất lượng cao. Đến năm 2030, sản xuất cung ứng đạt gần 500 tấn trên một năm các giống lúa lai mang thương hiệu Lào Cai, cung ứng gần 20 vạn cây giống cây ăn quả ôn đới trên một năm, sản xuất cung ứng trên 7 triệu con giống thủy sản các loại trên một năm. Giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040, phát triển trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất kinh doanh giống nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Bắc, kết hợp du lịch nông nghiệp, đáp ứng cơ bản nhu cầu giống cây chủ lực của tỉnh và các tỉnh phía Bắc, doanh thu trên 60 tỷ đồng trên một năm. Để công tác tư vấn giới thiệu việc làm mang lại hiệu quả cao, có tính bền vững, huyện Bát Sát đã chú trọng việc đào tạo nghề gắn với việc làm, đáp ứng nhu cầu của người học. Từ công tác đào tạo nghề, chất lượng lao động ngày càng tăng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động. Trong năm 2023, huyện đã mở 54 lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng với tổng số học viên gần 1.900 người. Nâng tổng số các lớp từ năm 2020 đến nay là 117 lớp với gần 4.100 người tham gia. Năm 2023, Bát Sát cũng đã tổ chức 35 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho gần 4.000 lao động. Tính đến tháng 11 năm 2023, đã giải quyết việc làm cho gần 1.700 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hết năm 2023 là 30.118 người. Dự kiến từ năm 2024 đến 2026 sẽ có khoảng 4.500 người thuộc các nhóm lao động ở Bát Sát có nhu cầu đi làm việc trong và ngoài tỉnh. Do đó, huyện đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này. Hiện toàn tỉnh có 152 ban tuyên vận xã, phường, thị trấn với tổng số 1.728 thành viên, trong đó 101 trưởng ban là bí thư đảng ủy, còn lại đều là phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đối với các tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố, 98,6% tổ trưởng là bí thư chi bộ. Đội ngũ này đang góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Gia đình không có nhiều đất sản xuất, song để vận động nhân dân tin tưởng và tích cực trồng chè theo nghị quyết của Đảng bộ huyện và xã, anh Lô Cùi Thàng đã trồng xen canh chè trong nương chuối. Cách làm này được anh tham vấn ý kiến từ cán bộ nông nghiệp, vừa đảm bảo được nguồn thu trước mắt, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa bền vững trong nay mai. Thì mình nghĩ là 5 năm sau thì cây chè nó sẽ phát tán rộng, là mình sẽ là để thâm canh cái cây chè của mình, xong rồi mình trồng xen canh. Xanh canh thì cũng vừa bây giờ mình vừa được thu chuối và cũng được vừa được thu chè, để cho bà con đã học hỏi xong là làm theo tam thế nữa thu nhập để mà đất nó không bỏ hoang không phí. Trưởng thôn Bàn Ton San đang là đảng viên dự bị, nhưng bằng sự năng nổ trách nhiệm cao vì sự phát triển chung của bản làng, anh được chi ủy tin tưởng phân công kiêm nhiệm trọng trách tổ phó tổ tuyên vận thôn Làng Bông, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Tuy vẫn đang trong thời gian dự bị nhưng mỗi khi đi công việc thì tôi cảm thấy tự tin hẳn lên. Các chủ trương chính sách, các chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng thì tôi và các đảng viên khác được tiếp thu ngay. Vì vậy, việc triển khai xuống bà con cũng sớm hơn, hiệu quả hơn và bà con nhân dân cũng rất tin tưởng. Là đảng viên hay người đứng đầu cấp ủy cơ sở, nhờ phát huy tốt uy tín và kỹ năng của mình, các tổ trưởng, tổ phó, tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân nhanh hơn, kịp thời và hiệu quả hơn. Theo cái thống kê thì từ năm 2021 cho đến giữa năm 2023, trên cơ sở thực hiện công tác tuyên vận này đã tuyên truyền vận động để huy động được trên 270 tỷ đồng tham gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới và trên 500.000 ngày công lao động để tham gia vào các cái chương trình này. Thế và các cái phong trào hiến đất làm đường, hiến đất làm nhà văn hóa, làm trường học thì rất là mạnh mẽ.
vai trò của những đảng viên, người đứng đầu các ban tuyên vận, tổ tuyên vận còn được khẳng định rất rõ trong hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải tạo các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở các địa phương trong toàn tỉnh. Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương phối hợp với Sở Y tế Lào Cai tổ chức hội thảo tập huấn chia sẻ kinh nghiệm về truyền thông hệ thống truy xuất nguồn gốc dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu gắn với sàn giao dịch thương mại điện tử. Trong hai ngày mùng 5, mùng 6 tháng 12, 30 học viên đến từ 9 tỉnh tham gia dự án là Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Nghệ An được tìm hiểu, trao đổi, thảo luận 8 chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển dược liệu Việt Nam, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, truyền thông về kinh tế dược liệu, vai trò của công tác truyền thông trong ngành y tế Lào Cai, đặc biệt là truyền thông chăm sóc sức khỏe người dân bằng y dược cổ truyền. Tỉnh Lào Cai hiện có 3.550 hectare cây dược liệu, sản lượng 18.200 tấn tươi trên năm, giá trị thu nhập đạt từ 110 đến 140 triệu đồng một hectare. Trong đó có 210 hecta trồng 13 loại dược liệu được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn GACP. Nhiều sản phẩm dược liệu chế biến sâu được đánh giá cao trên thị trường. Tại các địa phương cũng đã hình thành nhiều mô hình phát triển dược liệu kết hợp với du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng. Triển khai đề án xây dựng Sapa sạch, chính quyền và người dân thị xã Sapa đã cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Cứ dịp cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức tại tất cả các cơ quan trên địa bàn lại cùng với người dân thu gom, phân loại rác thải, mang lại diện mạo mới cho những tuyến đường. Tại mỗi xã phường, việc ra quân vệ sinh môi trường cũng được tổ chức luân phiên vào các ngày chủ nhật hàng tuần để phong trào ngày càng có sức lan tỏa. Bên cạnh đó, gần 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng đăng ký chia sẻ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách. Tất cả đều hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Sapa là một trong 3 địa phương sáng, xanh, sạch, đẹp nhất trong cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng các địa phương, nhất là các xã nghèo trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có những việc làm thiết thực ý nghĩa, trong đó có phong trào thắp sáng đường quê, hỗ trợ các địa phương làm đường điện chiếu sáng. Vào mỗi buổi tối, dưới các ngọn đèn đường ở thôn Tả Pa Treo luôn rộn vang tiếng cười đùa của trẻ thơ. Dưới ánh sáng điện rực rỡ, chỉ với vài viên đá, cành cây cũng biến thành các trò chơi vô cùng thú vị của các bạn nhỏ vùng cao. Con rất thích ra chơi với các bạn, con chơi xét đá, rất vui. Tả Pa Treo là thôn đặc biệt khó khăn, cuộc sống của bà con còn thiếu thốn. Được sự tài trợ của doanh nghiệp, đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được lắp đặt, giúp cho việc đi lại của bà con vào buổi tối dễ dàng hơn rất nhiều. Có đèn năng lượng mặt trời, cuộc sống của bà con bớt khổ đi rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, bảo vệ, không để châu bò húc vào cột, để đèn được bền hơn, chiếu sáng cho bà con được lâu hơn. Từ ngày xưa thì là dân đi lại toàn đạm lấy đèn biên mấy lấy cái que để đốt để đi qua thôi. Khi nó có cái đèn năng lượng mặt trời này thì là nó có thuận lợi cho nhân dân. Để muốn đề nghị với mọi cho khoảng 30 cây đó để đủ cái đi lại của ánh sáng chơi do các học trò học sinh. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã trao tặng cho xã Pa Treo hơn 60 bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Công trình được các đoàn viên thanh niên tự thi công với tổng chiều dài 2,5 km chiếu sáng tuyến đường trung tâm xã và thôn Tả Pa Treo. Công trình không chỉ giúp nâng cao đời sống nhân dân mà còn thiết thực góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đèn đường năng lượng mặt trời này thì nó rất hiệu quả. Hai cái nó chỉ cần hơi sáng một cái thôi là tối vẫn sáng được. Xã cũng đã có định hướng, đảng ủy ban yến là sẽ xã hội hóa. Một là hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân. Có thể là mỗi nhà sẽ lắp một cái ở cổng của nhà mình. Với sự quan tâm chung tay của chính quyền, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, các khu vực khó khăn vốn tối tăm của tỉnh đã bừng sáng. Là điều kiện quan trọng giúp cho đời sống của bà con nhân dân ngày càng văn minh hiện đại, dần giảm khoảng cách giữa khu vực đô thị và nông thôn.
Tiếp theo chương trình, trên 53% dân số Lai Châu có hồ sơ sức khỏe điện tử. Các sản phẩm quà tặng bằng vàng gắn với hình ảnh 5 con rồng đã được các công ty chế tác Trung Quốc tung ra thị trường dịp Tết âm lịch sắp tới. Thời gian qua, Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền tích cực triển khai việc tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người dân. Sở Y tế xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe và triển khai đến tất cả cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay có hơn 260.000 hồ sơ sức khỏe đã được tạo lập, đạt 53,4% tổng dân số toàn tỉnh Lai Châu. Công tác tạo, cập nhật, quản lý hồ sơ sức khỏe được thực hiện thường xuyên liên tục khi người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thông tin căn cước công dân, thông tin bảo hiểm y tế để đồng bộ với nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử là bản tin học hóa dữ liệu sức khỏe của một cá nhân được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Câu lạc bộ văn hóa áo dài Việt Nam đã chính thức ra mắt tại thủ đô Hà Nội, sẽ trở thành nơi hội ngộ của những người chung đam mê, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của trang phục truyền thống dân tộc Việt. Câu lạc bộ được thành lập bởi hàng trăm nhà thiết kế và nhà may áo dài trên khắp cả nước, nhằm hỗ trợ, hợp tác, liên kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu áo dài Việt. Câu lạc bộ sẽ tổ chức các show diễn thời trang để mang đến sân chơi cho các nhà thiết kế phát huy sở trường, không ngừng sáng tạo, cho ra mắt các bộ sưu tập mới nhất về áo dài, tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao tay nghề cho các nhà thiết kế, các nhà may. Mới đây, Tổ chức Du lịch Thế giới đã vinh danh Tân Hóa, huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình là làng du lịch tốt nhất thế giới. Tân Hóa là địa phương duy nhất của Việt Nam được bầu chọn trong danh sách 260 làng du lịch đến từ 60 quốc gia. Đây là động lực để bà con Tân Hóa tiếp tục phát triển du lịch bền vững. Tân Hóa là xã miền núi của huyện Minh Hóa, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan hùng vĩ cùng những nét văn hóa đặc sắc. Song đây được coi là vùng rốn lũ khi thường xuyên ngập chìm trong nước lũ. Thích ứng thời tiết với mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa lụt cũng là một giải pháp để chung sống dựa vào thiên nhiên một cách bền vững. Rất là vui mừng khi được làng của chúng tôi được công nhận là du lịch tốt nhất thế giới. Tôi và mọi người ở đây rất là hy vọng là sau cái lần này thì có nhiều khách biết đến làng của chúng tôi hơn, cuộc sống được cải thiện tốt hơn, kinh tế được nâng cao hơn. Đến Tân Hóa, du khách được trải nghiệm đời sống của người dân bản địa giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và thung lũng bao la. Tuy nhiên, cảnh sắc mới là một phần, còn lại là những trải nghiệm về sự yên bình của làng quê, sự hồn hậu của con người và bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng nơi đây. Việc Tân Hóa được vinh danh là một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới là cơ hội để Tân Hóa trở thành điểm sáng của du lịch Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Giờ đây mình làm du lịch thì có khách thì mình đón tiếp niềm nở, thì khách đến thì mình phải dọn phòng dọn chi để tiếp khách, thì cà phê nước cho đầy đủ để cho khách ở cho thoải mái. Cái thứ nhất là tập trung nâng cao chất lượng các cái tiêu chí mà để công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giữ gìn, bảo tồn, phát huy các cái giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng quê, của quê hương. Tỉnh Quảng Bình cũng đang từng bước xây dựng làng du lịch Tân Hóa thành mô hình du lịch thích ứng thời tiết kiểu mẫu ở Việt Nam,